Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận tứ kết bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Phú Lâm và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xóm Bình Định trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do Hội Nông dân xã Kha Sơn tổ chức. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Phú Lâm trong trang phục áo đỏ phía xa màn ảnh các bạn và các cầu thủ của xóm Bình Định trong trang phục áo xanh phía gần màn ảnh các bạn. Ở giải đấu này thì ban tổ chức đã có người đọc tỷ số. Sau đây mình xin phép được nhường lời bình luận cho ban tổ chức. Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Bình Định và Phú Lâm. Bình Định trước màn ảnh, Phú Lâm xa màn ảnh. Phú Lâm đứng bên. Chạy này, múi này, bỏ này đây. Chúng ta bỏ nó tốt. Phú Lâm bỏ bóng tốt điểm cho Bình Định. Phú Lâm đánh cái trận này nhà à, Bình Định đánh trận này nhà. Sân ngắn này chưa ơi, sân ngắn thì đánh chẽ thôi. Năm ba cái 13 nó chả rõ riêng đội này. Riêng đội này nó đánh thì quá nhạt này, chả ra mất sức rồi. Hương này đỡ bóng cũng một đường. Thấy được trường này truyền này các vị như hai bàn này phải tránh. Cứ đứng đấy, cứ đứng đấy, trên là còn đường trường hết. Quả bắt đầu nam ấy nhá. Đức đây này. Gãy cần. Quay quay. Đổi. Đổi trí. Đổi xong chạy. Đổi trí. Trắng chả
Chị Toàn chạy vào chữa chồng nước ra đánh nha. Thank you.
Dạ, xin lỗi. Xin lỗi. Vẫn đúng đấy, vẫn đúng. Cái thích mất điểm mà bên này vẫn sao? Đầu tiên luôn nào đi. Vẫn đúng đấy. Anh đánh lỏng nhiều ơi, chưa được quả nào. Sao nên anh chưa được quả nào, kể cả là anh đánh lỏng nên đánh căng chưa được. Mà lúc đấy không ai chắn mấy nhà ngoài đây. Đánh lỏng mà đánh căng thì chưa đánh được quả nào. Đứng không người đập mà công nhảy hết được. Chị Hương chạy vào chuối cho Đức nó đánh. Thank you.
Có trọng tài viên mà, cứ đánh đi. Chạy chót đi rồi. Không làm gì ngoài nào mẹ trong chân là bước đi quả nó cắm làm cắm đúng rồi chân đằng trước mặt chân làm sao ngoài được cháy một phi cứ một tay chơi chứ. Ôi giời ơi. Thằng số 8 thì công không bằng thằng số 7. Sắc bóng hơn. Bóng trong điểm cho Phi Lâm 8. Đâu. Đuổi điểm ấy nhỉ. Lăn quả ngoài vào đây, con quả ngoài. Hai đội tuyển cầu thủ. Bóng trong sân của đội tuyển Bình Điền chín đều. Thank you.
trường công ăn ăn điểm hơn hai thằng kia. Được, được quả nào thì được, còn toàn ra ngoài mấy quả mới được một quả. Thời tiết này ủng hộ quá, qua tầm này nắng lắm rồi. Dẫn bạch rồi. Xong rồi sao? Trong kia xong rồi. Giờ bắt đầu ra dồn hết ra đây để đánh bán kết